là tôi trong ba mùng Tết của năm 2023. Hai đào khoe sắc xuân, rộn vang tiếng pháo hoa tưng bừng, mong chờ thêm phút giây khanh ngồi bên trường. Nhưng năm 2024 này thì khác. Bé này, tình của em nè. Anh xinh thế nhở? Đây, thế bé sẵn sàng chưa? Giờ anh qua đón bé nhá. Anh qua đón em đi. Anh qua cho em á. Đi của có quà tặng cho anh nhá. Ok nha, anh qua đây. Em bé. Quà của em này. Ủa? Anh cũng mua sữa, sau đó con đi lấy lọc hả? Đúng rồi. Bởi vì anh cũng rất là thích sữa Lomanto. Mà đợt này nó đang có cái chương trình khuyến mãi. Mua 4 lốc thì mình sẽ được tặng 1 ly lấy lọc. Cái chương trình này nó ý nghĩa ấy. Nên là anh mua xong rồi tặng em luôn. Mà anh, cái ly lấy lọc mà anh tặng em ấy, nó có ý nghĩa gì vậy? Đó, ly này của anh là ly chia. Cái ly chia này này là anh mong muốn là Tết năm nay chúng mình đón Tết cùng nhau. Chúng mình có thể cúc ly này, chia cùng nhau. Vui từ mùng 1 tới mùng 10 luôn. Đây, em bé. Và bắt đầu. Anh sẽ bất ngờ lắm luôn cho bạn xem. 1, 2, 3. Tết đề. Wow. Em cũng mua ly này hả? Ừ đúng rồi. Ly này là ly cool. Chúc anh năm mới là có thật nhiều lộc cũng như là cool đại cool hai ha. Anh, anh vừa nghĩ ra một cái này. Hay là bây giờ mà mình đi mua sữa rồi bấm ly đi. Here we go. Yeah. Sữa ngon quá ha. Trời ơi, vừa có sữa mà lại còn được cái ly lấy lộc nữa.